Có một tuyệt phẩm kiến trúc kiêu hãnh giữa đất trời Bình Châu. Tọa lạc tại quỹ đất hiếm hoi trên cung đường ven biển Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, cách thành phố Hồ Chí Minh 90 phút lái xe, Laguna Bình Châu thừa hưởng trọn vẹn các lợi thế của thủ phủ resort đẹp nhất phía Nam. Mọi khoảng cách đến với Laguna Bình Châu đều trở nên dễ dàng hơn nhờ hệ thống giao thông đồng bộ và hoàn chỉnh. Nằm giữa miền đất hứa giàu tiềm năng, Laguna Bình Châu ra mắt thị trường với tổng quy mô 27,5 hectare, với các phân khu Luxury Villas and Resort, Premier Village và các khu tiện ích Resorts in Resort đẳng cấp. Được kiến tạo theo concept Integrated Resort, tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí, du lịch, thương mại, Laguna Bình Châu mang đến cho gia chủ những trải nghiệm đẳng cấp all-in-one. Với các căn shop villa thuộc phân khu Premier Village nằm ngay trên mặt đường lớn Xuyên Mộc, chủ nhân tương lai có thể tự do vận hành, kinh doanh như các cửa hàng thời trang, các tiệm cà phê mang đến nguồn lợi giá trị cao, ôm ấp bởi những tán xanh dịu mát. Tại Garden Villas, các khu vườn yên bình, bể bơi được bố trí vô cùng tinh tế cho riêng từng căn. Nội thất được thiết kế sang trọng với không gian mở sẽ mang đến cho bạn kỳ nghỉ trọn vẹn bên người thân và bạn bè. Khu Park Villa bao quanh công viên trung tâm sở hữu chuỗi những tiện ích với vô vàn trải nghiệm không giới hạn. Sân chơi trẻ em mát lành gió biển cùng tiếng đùa vui nô nức của con. Bể bơi bốn mùa nằm trọn trong khuôn viên xanh sẽ lưu giữ những phút giây hạnh phúc thăng hoa của cả gia đình. Những trải nghiệm giải trí, du lịch, nghỉ dưỡng sẽ thêm phần thú vị với màn trình diễn mãn nhãn tại công viên nhạc nước ấn tượng của Laguna Bình Châu. Các căn Park Villa được kết nối với nhà hàng sang trọng tại trung tâm cho bạn tận hưởng nghỉ dưỡng đẳng cấp, giải trí xứng tầm. Sales Gallery tọa lạc ngay ở vị trí trung tâm, kết nối các phân khu của dự án ngay tại cổng vào. Với hệ thống cà phê bar hiện đại, phòng gym tiêu chuẩn quốc tế, spa đẳng cấp, Sales Gallery không chỉ là điểm nhấn độc đáo về kiến trúc mà còn là trung tâm tiện ích phức hợp của toàn khu. Từ Sales Gallery, bạn có thể tản bộ đến bờ biển xinh đẹp bằng con đường kết nối các phân khu. Giữa những đường nét kiến trúc kết nối thiên nhiên của khu pop-up Mangrove Resorts, Laguna Bình Châu sẽ mang đến cho bạn đặc quyền sống giữa thiên nhiên. Nằm ngay cạnh đường bờ biển dài hơn 800m, điểm nhấn của toàn dự án là tổ hợp khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng trải nghiệm và thu hút du lịch. Đây sẽ là địa điểm lý tưởng cho các chương trình hội nghị, điểm đến của các du khách quốc tế. Tại dự án, bạn và gia đình sẽ được tận hưởng những phút giây tuyệt vời khó quên với những tiện ích được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Ngay mặt biển Bình Châu, Pop-up Beach Resort là chuỗi những viên ngọc rực rỡ nhất. Tại đây, bạn và gia đình sẽ được trải nghiệm trọn vẹn thế giới trò chơi giải trí biển, các tiện ích đặc quyền cho giới thượng lưu và các tiện ích vùng lân cận chỉ cách một bước chân. Kiêu hãnh giữa biển trời Bình Châu, khu hotel và khu Pop-up Mangrove Resort chính là lời khẳng định một lần nữa về tuyệt tác thiên nhiên, thiên đường nghỉ dưỡng Laguna Bình Châu, một sản phẩm của Đạt Gia Real Estate.